Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Computer. Vào buổi tối hôm qua thì các bạn có xem sự kiện ra mắt Nvidia RTX 20 series không? Nếu mà các bạn không xem thì cũng chả sao đâu, bởi vì trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những thông tin gì cần thiết nhất dành cho các bạn. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hộp bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hạt Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Với PC HNC Professional Gaming, nó không chỉ tập trung vào cấu hình mà còn tập trung vào tính thẩm mỹ cho các bạn nữa. Ngoài hai quạt LED ở mặt trước, các bạn còn có thể chọn thêm option tải nhiệt nước custom. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạt Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Nếu như tối qua các bạn có xem ấy thì đoạn đầu cũng không vui lắm đâu. Lúc này Nvidia chỉ có giới thiệu về công nghệ là Real Time Ray Tracing. Nó giúp cho hình ảnh về ánh sáng cũng như ở trong game lẫn những ứng dụng CGI phim ảnh và những ứng dụng về phát triển game, thiết kế đồ họa kiến trúc vân vân, nó được đẹp hơn cũng như là chân thực hơn. Và quan trọng hơn hết đấy chính là việc nó tích hợp luôn cả cái nhân Ray Tracing, nó tích hợp vào trong GPU. Có nghĩa là VGA của các bạn sẽ xử lý những tác vụ Ray Tracing nó nhanh hơn rất nhiều so với cả những thế hệ GPU cũ, ví dụ như là 10 series. Mà nghe đâu ý, thì nó hình như là nhanh hơn đến 10 lần đấy. Và thế hệ các đồ họa hiện tại thì Nvidia họ đã đặt tên cho nó là Turing. Nó là một cái tên rất là mới nhưng mà không phải là Volta ở trên TNV. Bởi vì với Volta ở trên TNV thì nó được tối ưu cho việc các bạn sử dụng những ứng dụng như là AI hay là Deep Learning. Và nó liên quan đến việc là các bạn làm việc chứ không phải để chơi game. Còn với Turing, Nvidia cũng có tích hợp vào trong nó những công nghệ về AI nhất định, nhưng mà nó vẫn tập trung về mảng gaming. Thế nên là sức mạnh chơi game ở trên RTX 2080 Ti nó còn mạnh hơn rất là nhiều so với cả ở trên TNV. Và mức giá của nó thì cũng rẻ hơn tương đối đấy. Và nhắc đến đây thì với những mẫu card đồ họa mới này thì Nvidia còn không còn sử dụng dòng chữ là GTX nữa, mà họ đã chuyển qua là RTX. Và mình đoán chữ RTX này sẽ viết tắt của chữ là Ray Tracing, một công nghệ mà Nvidia đã nhấn mạnh rất nhiều ở trong sự kiện vào tối hôm qua. Và tại đây Nvidia cũng đã demo công nghệ này bằng việc chơi thử rất nhiều tựa game, mà trong đó sẽ có là Shadow of the Tomb Raider hay là Battlefield 5. Và thực tế lợi ích của công nghệ này là rất nhiều. Mọi hiệu ứng như là đổ bóng hay là hiệu ứng ánh sáng đều được tái hiện cực kỳ chân thực cũng như là sinh động. Và bây giờ thì nó đã được tích hợp luôn vào phần cứng xử lý thay vì là việc lập trình như là ngày xưa nữa. Những thông tin vào đầu sự kiện thì nó cũng khá là hấp dẫn, đáng để các bạn có thể là chú tâm. Nhưng mà chắc chắn nó không thể nào hấp dẫn bằng những thông tin ở cuối sự kiện. Đấy chính là những thông tin về dòng card đồ họa mới là RTX 20 series. Ở thế hệ này thì Nvidia đã thay đổi hoàn toàn thiết kế trước đây. Các bạn không còn tản nhiệt lồng sóc nữa, mà thay vào đó các bạn sẽ có hai quạt tản nhiệt lớn. Và về tính thẩm mỹ thì theo cá nhân mình nó không còn được đẹp bằng phiên bản lồng sóc trước đây nữa. Nhưng mà đổi lại các bạn sẽ có được hiệu năng tản nhiệt rất là tốt, có như là tốt hơn là phiên bản lồng sóc trước đây. Bên cạnh việc tản nhiệt được nâng cấp thì cầu SOI cũng được thay thế bằng kết nối là NVLink. Nó cho phép các bạn chạy 2 VGA cùng một lúc, nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Mới đầu NVLink có thể nó sẽ là chưa phổ biến bởi vì dù sao nó cũng mới chỉ được tích hợp ở trên là TNV mà thôi. Nhưng mà chắc chắn một thời gian nữa bởi vì nó đã được đưa xuống là RTX rồi thì nó cũng sẽ phổ biến dần, bởi vì dù sao đây cũng là một dòng phổ thông của Nvidia và nó sẽ phổ biến dần và các bạn sẽ thấy được là lợi ích của NVLink như thế nào so với cả SOI. Và như các bạn có thể thấy là ở trên thế hệ card Volta ấy, ở trên TNV nó được tích hợp vào ở bên trong đấy là những nhân Tensor Core. Nó giúp cho các bạn sử dụng những ứng dụng liên quan đến AI hay là Deep Learning nhanh hơn rất là nhiều. Và ở trên RTX hay là thế hệ Turing thì nó cũng có tích hợp vào bên trong, đấy chính là nhân Tensor Core chứ không phải là chỉ có Volta có đâu nhá. Mặc dù nó không bằng Volta nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ làm về AI hay là Deep Learning nhanh hơn rất nhiều so với cả GTX 10 series trước đây. Và nếu như các bạn có mua RTX về để làm AI hay là Deep Learning cũng sẽ là một lựa chọn rất là kinh tế dành cho các bạn. Và đến cuối hẳn chương trình thì Nvidia họ mới cho ra mắt đấy chính là 3 sản phẩm mới của mình. Đấy chính là RTX 2070, RTX 2080 và RTX 2080 Ti. Và cả 3 mẫu card đồ họa này đều có mức giá rất là đắt đấy, chắc chắn nó sẽ không dưới 16 triệu đồng đâu. Và với mức giá như thế này thì mình nghĩ là 10 series vẫn rất là đáng để lựa chọn cho các bạn.
RTX 2070 sử dụng GPU TU104 với 2004 nhân CUDA, nó tương đương với cả GTX 1070 Ti với chip xử lý ở bên trong của nó là lên tới 9 tỷ transistor so với cả 7,1 tỷ transistor ở trên GP104 được sử dụng ở trên là GTX 1070 và GTX 1080. Và loại RAM được sử dụng ở đây là GDDR6, nó có băng thông gấp đôi so với cả GDDR5X mà về điện năng tiêu thụ ấy của nó lại thấp hơn khá là nhiều. Với mức TDP là 180W thì RTX 2070 của các bạn chỉ cần một cổng cấp nguồn là 8 pin, nó sẽ không ăn quá là nhiều điện khi các bạn chơi game. Và khi nó mà chơi game ở độ phân giải 4K ấy, thì có thể hiệu năng của nó sẽ tương đương với cả GTX 1080 Ti và Vega 64. Với một hiệu năng chơi game khủng khiếp như này và những nâng cấp phải nói là quá lớn ở trên RTX 2070 thì mức giá của nó cũng không rẻ một chút nào. Đấy chính là với phiên bản Founder Edition, mức giá của nó đã là khoảng 700 đô rồi. Và khi về đến Việt Nam mình chắc chắn luôn là nó không dưới 18 triệu đồng đâu. Tiếp theo là RTX 2080, nó có hiệu năng nhanh hơn hẳn so với cả flagship hiện tại, đấy chính là GTX 1080 Ti. Tuy là nó cùng sử dụng là GPU TU104 giống như là RTX 2070, nhưng mà lượng nhân CUDA ở bên trong nó được nâng lên lấy chính là 2944 nhân CUDA. Một số lượng nhân CUDA lớn như thế này thì ngoài việc chơi game tốt ra thì các bạn làm việc cũng cực kỳ ngon. Hiệu năng của RTX 2080 như thế nào thì chắc chắn mình sẽ có một video sớm nhất để dành tới cho các bạn. Còn về mức giá của phiên bản Founder Edition thì là 800 đô mà tối qua Nvidia đã công bố ấy. Nhưng mà 800 đô nó chỉ là giá nước ngoài thôi, còn về tới Việt Nam, đợt hàng đầu tiên về tới Việt Nam, mức giá của nó sẽ là khoảng 25 triệu đồng. Nó không hề rẻ bởi vì dù sao nó cũng đã tương đương với cả GTX 1080 Ti. Còn với RTX 2080 Ti, một flagship của 20 series cũng như là một con quái vật để chơi game 4K thực sự, thì theo như Nvidia tối qua đã nói thì nó hoàn toàn có thể chơi game ở độ phân giải là 8K. Là 8K đấy, nó gấp 4 lần 4K mà trong khi đó mình vẫn đang chơi game ở độ phân giải là Full HD. Lượng nhân CUDA ở trên RTX 2080 Ti là quá nhiều, nó lên tới là 4352 nhân. Hiệu năng xử lý đồ họa hình ảnh của nó ấy, nó còn nhỉnh hơn cả so với cả Titan V. Còn hiệu năng chi tiết của nó như thế nào thì sẽ phải có một video sắp tới để dành cho các bạn. Dù nó khỏe như vậy nhưng mà TDP của RTX 2080 Ti nó ngang bằng với cả 1080 Ti là khoảng tầm 250W. Mức giá cho phiên bản Founder Edition của RTX 2080 Ti là khoảng 1.200 đô mà tối qua Nvidia đã công bố. Và về Việt Nam, theo như nhiều thông tin mình nhận được thì về Việt Nam mức giá của nó là 40 triệu. Là 40 triệu đấy các bạn ạ, 40 triệu cho một mẫu card đồ họa để chơi game thì thực sự là không hề rẻ. Và chốt lại thì vào tối hôm qua các bạn sẽ có những thông tin quan trọng, ví dụ như là công nghệ Ray Tracing, một công nghệ mà Nvidia đã tập trung vào rất là nhiều vào tối hôm qua. Nhưng mà cái được nhiều người đón nhận nhất đấy chính là thế hệ card đồ họa mới 20 series. Còn với những mẫu card đồ họa mà giá rẻ thì nó sẽ được ra mắt vào những tháng tiếp theo. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào về những mẫu card đồ họa mới này, mức giá của nó như thế nào, nó có đắt không hay là rẻ, và hiệu năng của nó như thế nào, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.